Chào các bạn nhé, tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn vệ sinh cái đầu súng bắn của cái bắn ti gen các bạn nhé. Cái này rất là dễ để vệ sinh, thì chúng ta tháo ngắn ra các bạn. Chúng ta làm ngắn, tháo ra ngắn đây ra. Rất là dài, nó dài là có mấy tầng cơ. Đây chúng ta tháo ngắn đây ra. Đó, chúng ta chỉ cần nhấc này ra này. Đó, chúng ta tháo ra chúng ta lần lượt. Chúng ta để cái nào nó tháo ra trước thì chúng ta để trước, tháo ra sau chúng ta để sau các bạn nhé. Đây các bạn, tháo tiếp đặt này ra đây này. Đó, xong các bạn tháo cho bạn này ra, bạn này ra, các bạn nó bị bẩn thì chúng ta vặn ra. Đấy, các bạn vặn thì các bạn nhớ là khi rút ra cái nào ra trước thì bạn để trước, sau thì để sau. Đấy, cái này, đấy, cái này nó rất dễ. Thế thì bạn ấn cái tay vào đây, bấm một tay đây nhẹ là chốt cổ ra thì các bạn. Thôi, không ngón tay nó hơi trơn các bạn. Đó, rút nó ra. Đó, các bạn thấy không? Rút chốt được ra luôn. Các bạn rút được ra rồi đấy. Đấy. Chỗ này nó có lò xo đấy các bạn ạ. Có lò xo thì bạn để lần lượt. Các bạn thấy nó hơi dốc rồi, nó hơi lăn nữa. Bạn để lần lượt, bạn tháo ra. Bạn rút cái lò xo này ra. Đó. Không bạn, lôi cái này lên. Đấy. Các bạn thấy không? Cái này nó bị bụi bẩn thì các bạn vệ sinh lấy cái rẻ lau, bạn lau đi hết này đi nhá. Sau này thì thường cho tí dầu thì mỡ vào để nó trơn các bạn ạ, để đỡ bị hỏng. Đấy. Thế thì cái này là sau này có một kim để nó tích lỗ thì chúng ta vệ sinh này đi. Cái này tháo được ra hết nha các bạn nhé. Tôi tháo cho bạn xem luôn này, các bạn bấm vào đây. Đó. Đấy, đấy nó rơi ra đấy. Bạn bấm đi. Đó. Đấy các bạn tháo đây. Các bạn cho tí dầu mỡ đây cho nó trơn. Đó. Thế thì bạn lau chùi sạch sẽ đi. Thế xong lắp, khi lắp vào thì bạn lắp lại tương tự thôi nhá, nó rất dễ lắp. Thì chúng ta tháo như nào thì lắp vào như vậy. Đây bạn cũng bấm vào. Bạn lắp thì bạn bấm nó vào như này. Đấy. Đến đây. Thế xong bắt đầu bạn ấn từ phía trên này xuống. Đó, bạn đặt từ phía trên này xuống. Bạn đặt cái này trước này thôi. Thế. Rồi. Bạn đừng tháo lắp cái kia vào trước mà bạn sẽ lắp cái kia vào sau, xong bạn quàng cái này vào đây, cái lò xo vào đây. Đó. Xong bạn ấn nó xuống đây, bạn nhớ cái chiều này này, cái chiều mà con bi, hòn bi này, cái hòn bi, cái khe này có hòn bi, vì cái khi cái bi nó chọt trượt xuống thì cái kim hỏa này nó mới, cái kim kích lỗ mới chọc lên được, thì cái này ấy, nó sẽ trùng với cái vết này bạn nhá, này cùng trùng cái vết này luôn này. Đó, để nó nhấn cái này xuống thì cái kim hỏa nó mới trượt lên, nó mới đóng lỗ được, kích lỗ được cái đạn đấy. Thì bạn nhớ này cho tôi đúng cái vết đấy, nó vào đúng cái điểm này luôn này. Đó, cái điểm đúng rác này. Đó. Và bạn nghiêng người ra cho tôi 90 độ. Bạn nghiêng này cho tôi thì bạn ấn cái tay trên này thôi này, ấn lên trên xuống này. Thì bạn thấy lòi ra cái lỗ này, thì bạn đút cái chốt qua thôi. Đó, bạn phải bấm tay vào ấn đút chốt thôi. Đó. Rồi. Đấy, rất đơn giản đấy các bạn ạ. Thì khi bạn ấn chốt qua thì bạn có tháo ra thì cũng rất dễ. Bạn chỉ ấn nhẹ cái là cục xuống. Đó. Đấy. Rồi, ok. Thế luôn xong rồi thì bạn mới lùa cái ống này vào trong này. Đó. Lùa vào đây cho tôi. Đấy. Lùa cái ống này để nó khóa cái đường biên này để cho cái này con này không bị trượt ra, bạn hình dung không? Nó rơi mất ngay. Ống này ống nhôm mà, nó lùa đây để nó khóa cái đường biên, cái chốt ngay này đỡ bị trượt. Đấy. Xong bắt đầu bạn đốt cái lò xo này vào đây. Đó. Xong bắt đầu bạn đưa cái này vào đây. Bạn vặn vào là xong. Nó có lò xo đâu mà bạn hơi vướng, chúng ta bạn không khéo là nó hơi vướng một tí. Tôi bạn còn thấy vướng thì các bạn cũng sẽ vướng như tôi thôi các bạn ạ. Đó, được rồi đấy, ăn rồi đấy. Bạn siết siết chặt vào, nhưng bạn đừng để lỏng nhé. Bạn nhớ là nếu nó lỏng thì bạn siết chặt vào. Bạn mà để lỏng nhiều ấy thì nó dao động nhiều là bạn sẽ mẻ gen thì nó vứt đi ngay, nó hỏng ngay bạn ạ. Thì bạn lắp cuối cùng lắp này vào đây. Đó, nhớ bạn vặn chặt vào thôi, không đến mức độ mà chặt phải đổ keo, nhưng mà vấn đề chúng ta đây là tư thế để nó vặn đấy, nó khóa cái cà lê lùa đây để vặn cho chắc đấy. Tức là chúng ta đừng có để nó lỏng, nếu nó lỏng là nó sẽ, chúng ta sẽ bị tròn gen ra là vứt đi hỏng mất cái đầu này các bạn nhé. Đó, không bạn quàng cao su đây cho tôi. Đó, các bạn cài thế là xong. Thì đây là cái cách mà chúng ta vệ sinh và tháo lắp cái
đầu súng bắn của cái Tizen, theo Tizen các bạn nhé. Thì qua cái video này mong các bạn biết thêm cách này để chúng ta vệ sinh một cách dễ dàng. Đấy, thỉnh thoảng các bạn tháo ra để tra dầu, các bạn họ tự làm lấy các bạn nhé, không cần phải đến cửa hàng đâu các bạn ạ. Vâng, chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác nhé. Xin chào các bạn.